Người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của hàng nghìn người trên thế giới, báo điểm gở lành. Giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của mọi người, tuy nhiên, dù đã có rất nhiều nhà khoa học dùng biết bao máy móc hiện đại chỉ để tập trung khám phá bí ẩn của mộng mị, nhiều giả thuyết được nêu về ý nghĩa mục đích sinh học của giấc mơ, tuy nhiên, tất cả vẫn còn khá mơ hồ và điều kỳ lạ trong những giấc mơ khiến không ít người của cuộc sống thật phải trăn trở suy nghĩ. Gần đây trên thế giới đang nổi lên câu chuyện kỳ lạ về một người đàn ông không tồn tại ngoài đời thật nhưng lại xuất hiện trong giấc mơ của hàng nghìn người trên khắp thế giới, đã trở thành chủ đề cho giới khoa học tìm kiếm câu trả lời. Thế nhưng, hơn một thập kỷ trôi qua, bí ẩn này vẫn chưa được giải mã. Vào tháng 1 năm 2006 tại New York, Mỹ, một bệnh nhân nữ nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng cô thường xuyên mơ thấy một người đàn ông lạ mặt. Anh ấy đưa ra lời khuyên về mọi thứ trong cuộc sống cho cô khuyên cô phải biết vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi, đối mặt và chiến thắng số phận. Sống thoải mái, yêu thương mọi người và tận hưởng những gì mình đã có. Đặc biệt, anh ấy đã đưa ra những lời khuyên chi tiết liên quan đến bệnh tiểu đường mà cô đang mắc phải. Với cô, người đàn ông này giống như một bác sĩ thực thụ. Tất cả đều khiến nữ bệnh nhân này ngạc nhiên. Lạ thay, cô mơ thấy anh ấy không chỉ một hai lần mà hàng chục lần lặp đi lặp lại trong cùng một lời khuyên. Tuy nhiên, cô cho biết mình chưa từng gặp người đàn ông này ngoài đời và tỏ ra khá sợ hãi. Tần suất xuất hiện giấc mơ kỳ lạ khiến cô nhớ mãi gương mặt đó, sau đó cô còn ngồi vẽ lại chân dung người đàn ông bí ẩn này. Chỉ vài ngày sau, một bệnh nhân khác đến khám Tình cờ nhìn thấy bức chân dung đặt trên bàn bác sĩ, anh ta vô cùng ngạc nhiên bởi người đàn ông trong bức tranh đã nhiều lần ghé thăm những giấc mơ của anh. Sau sự việc bí ẩn này, bác sĩ quyết định gửi ảnh chân dung cho một số đồng nghiệp của mình để điều tra vụ việc. Và thật bất ngờ, trong vòng một tháng, bốn bệnh nhân khác cho biết họ cũng gặp người đàn ông này khi đang ngủ. Khi vừa dơ bức chân dung lên, cả bốn người đều nhận ra ngay gương mặt của người đàn ông bí ẩn. Đã có nhiều cuộc điều tra, tìm kiếm, nhưng người đàn ông bí ẩn này vẫn là một ẩn số. Kể từ tháng 1 năm 2006 đến nay, có ít nhất 200.000 người thừa nhận người đàn ông trong bức ảnh nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của họ. Điều kỳ lạ là tất cả những người này đến từ các thành phố khác nhau ở mọi nơi trên thế giới như Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Delhi hay Moscow. Không ai trong số họ có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông đó. Khi xem tranh, họ đều ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của người đàn ông. Đã có nhiều cuộc khảo sát tìm kiếm những người có khuôn mặt giống với người đàn ông bí ẩn này, nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Theo chân dung của một nữ bệnh nhân, người ta cho rằng người đàn ông trong mộng những năm 2000 có thể là Nicholas Carr, một nhà văn, giáo sư người Mỹ gốc Ý, từng đoạt giải Oscar cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Những giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của mọi người có những giấc mơ về sự xui xẻo, tai ương hay bệnh tật. Đã có rất nhiều nhà khoa học, máy móc hiện đại ra đời chỉ để tập trung khám phá bí ẩn của những giấc mơ. Có nhiều giả thuyết đề cập đến ý nghĩa sinh học và mục đích của giấc mơ, nhưng tất cả vẫn khá mơ hồ như bản chất của đối tượng cần giải quyết. Và điều kỳ lạ trong giấc mơ vẫn khiến nhiều người phải trăn trở, suy nghĩ ngoài đời thực có lời giải thích cho rằng giấc mơ đôi khi là sự thật về tương lai bởi não bộ gần như đã quá quen thuộc với công việc hàng ngày của chúng ta. Đôi khi, giấc mơ là những hình ảnh bạn đã thấy ngoài đời thực hoặc do bạn nghĩ quá nhiều về nó mà tạo ra. Trường hợp nhiều người mơ thấy một người đàn ông lạ mặt trên đây là một ví dụ, bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó trong giấc mơ. Họ chỉ mơ hồ tưởng tượng ra một khuôn mặt bị bắt gặp trên đường và mô tả đó là một người đàn ông bí ẩn. Nhiều người khác cũng vậy khi nhìn thấy bức tranh ngay lập tức não bộ sẽ ghép khuôn mặt trong bức ảnh vào người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ và ngộ nhận chính vì vậy mà nhiều người khi nhìn thấy cùng một khuôn mặt và dựa vào khuôn mặt đó mà não bộ gắn cho người trong mộng là nam hoặc nữ một số người cho rằng đằng sau hình ảnh của một người đàn ông bí ẩn là một âm mưu hoặc kế hoạch của tập đoàn lớn nào đó họ có thể muốn thử nghiệm một thí nghiệm mới đang được nghiên cứu hoặc một số ý kiến cho rằng người đàn ông này thực sự tồn tại và sở hữu khả năng xâm nhập giấc mơ nhờ kỹ thuật tâm lý nào đó mà giới khoa học chưa thể xác định. Người ta chỉ có thể vỡ lẽ ra những nguyên nhân sâu xa chứ chưa có lời giải đáp thỏa đáng cho giấc mơ chung về một người đàn ông bí ẩn của hàng người khác nhau. Gương mặt của anh ấy đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn chưa lời giải đáp cho giới khoa học. Hiện nay, bí ẩn của giấc mơ còn đang tiếp tục được nghiên cứu và tất nhiên là những hiểu biết về giấc mơ mỗi thời một khác. Trong các sách cổ của người Hy Lạp và La Mã, người ta cho rằng giấc mơ là thông điệp của các thần linh gửi đến con người. Chính vì thế, người ta tìm cách giải mộng, tức là đoán nội dung của giấc mơ để biết những điều đã xảy ra, hay dự kiến những điều đang đến. Những người có khả năng đọc ra giấc mơ được mọi người tôn kính như là những người có khả năng siêu phàm, thậm chí đến vua chúa cũng trọng dụng, nể phục. Các nhà hiền triết của nhiều dân tộc khác nhau thì cho rằng giấc mơ là sống với một thế giới khác của thế giới chúng ta. Đầu thế kỷ 20, một bác sĩ thần kinh tâm lý học người Áo nổi tiếng là Sinh Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, giải thích giấc mơ là sự mong muốn những điều không thể có và không thể đạt được của con người trong cuộc sống thực tại. Trong khi đó, chuyên gia tâm thần học Thụy Sĩ Carl Jung, sinh năm 1875, mất năm 1961 cho rằng giấc mơ mách bảo cho chúng ta hiểu về bản thân và mối liên hệ với những người xung quanh. Với sự tiến bộ của khoa học, ngày nay người ta đã chụp được hoạt động của não bộ trong khi một con người đang thả giấc ngủ trôi bồng bềnh theo cơn mơ. Theo đó, có rất nhiều điều thú vị về giấc mơ mà đến giờ vẫn chưa có một nghiên cứu nào có thể đưa ra lời giải thích. Ví như việc không phải mọi giấc mơ đều có màu. Trong khi hầu hết mọi người đều khẳng định hình ảnh trong giấc mơ luôn tràn ngập màu sắc, một số người lại tiết lộ phiên bản của họ chẳng khác gì bộ phim trắng đen. Trong các cuộc nghiên cứu diễn ra từ năm 1915 đến năm 1950, phần lớn mọi giấc mơ đều chỉ có hai màu đen trắng, nhưng kết quả đã dần thay đổi. Ngày nay, chỉ còn khoảng 12% số người mơ thấy hai màu đen trắng. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này được giải thích là do sự biến đổi của công nghệ. Truyền thông và tivi trắng đen được thay thế bằng màn hình sống động như thật, một nghiên cứu khác được thực hiện cho biết, những tông màu pastel nhẹ nhàng được nhiều người chọn để miêu tả màu sắc trong giấc mơ của mình. Điều kỳ lạ thứ hai là việc giấc mơ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự khác biệt trong giấc mơ của nam và nữ giới. Nam giới thường mơ thấy vũ khí và hoạt động thể chất diễn ra mạnh mẽ hơn, trong khi đó, phụ nữ lại có xu hướng mơ đến những bộ trang phục hay mua sắm và những cuộc trò chuyện. Giấc mơ của phụ nữ thường kéo dài, xuất hiện nhiều nhân vật hơn và tỷ lệ mơ về nam giới lẫn nữ giới đều như khác nhau. Khác với phụ nữ, nam giới lại có xu hướng mơ thấy những người đàn ông khác. Bên cạnh đó, động vật cũng có thể mơ. Cũng như con người, động vật cũng trải qua giai đoạn ngủ bao gồm chu kỳ REM và chu kỳ non-REM. Một số nghiên cứu được thực hành trên các loại động vật cho thấy sóng điện não của chúng giống với con người khi ở trạng thái trong mơ bạn có thể quan sát một chú thỏ đang quẫy đuôi, đạp chân, hai bé mèo ngẩng cao đầu, cong lưng khi ngủ, điều đó chứng tỏ chúng đang chìm trong giấc chiêm bao của mình. Chuyên mục chuyện lạ của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin tiếp theo của chúng tôi để biết thêm nhiều câu chuyện lạ thú vị xung quanh cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!